Hello, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy bức hình này, biến nó thành NFT và bán ra tiền như thế nào. Các bạn lên OpenSea.io, bấm chữ Create, sau đó kết nối ví MetaMask. Ở đây các bạn có thể tải ảnh lên hoặc là file video, file nhạc đều được nha. Name là bạn có thể đặt tên cho NFT của mình. External link là mình đặt đại là OpenSea.io/JennyCute. Description là phần mô tả cho NFT của bạn. Blockchain là bạn có thể chọn Polygon hoặc là Ethereum. Sau khi điền tất cả các thông tin, bạn bấm chữ Create là xong. Như vậy là bạn vừa tạo được một NFT rồi đó. Ví dụ bây giờ mình muốn bán NFT này thì mình sẽ bấm vào chữ Sell. Các bạn có thể set giá bằng Ethereum nha. Ví dụ mình muốn bán với giá là 0.01E. Ở đây trong thời gian bao lâu, bạn có thể chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu đó. Lưu ý là sẽ có service fee, tức là phí dịch vụ là 2.5% cho OpenSea. Và sau đó các bạn bấm Complete Listing, check lại thông tin, sign contract. Vậy là xong, NFT của bạn đã được listed. Nó sẽ hiện ra thông tin là mở bán sẽ kết thúc trong vòng 23 giờ 58 phút nữa với giá mong muốn là bao nhiêu đây. Các bạn muốn hủy thì có thể bấm vào chữ Cancel Listing. Vậy thì tại sao NFT này lại không copy được thì các bạn có thể kéo xuống dưới. NFT sẽ có một cái địa chỉ độc nhất ở đây, có token ID và được đánh dấu trên blockchain, cho nên nó là độc nhất vô nhị. Bây giờ mình sẽ thử vào một địa chỉ ví khác. Nếu mà bạn muốn mua thì sẽ bấm vào chữ Buy Now, là bạn sẽ mua ở mức giá mình set luôn, đó là 0.01. Hoặc là bạn sẽ Make Offer, tức là sẽ đưa ra một cái mức giá bạn mong muốn mua. Ví dụ ở đây mình sẽ đưa ra là 0.009. Bạn bấm chữ Make Offer và Sign Message là xong. Lệnh đặt thành công thì sẽ hiện offer ở đây. Nếu mà bạn muốn hủy thì sẽ bấm chữ cancel. Ok, và nếu như càng có nhiều người ra giá thì sẽ càng có nhiều lệnh offer ở đây. Người bán muốn chấp nhận lệnh offer nào thì bấm vào chữ accept ở bên cạnh. Ở đây sẽ có hiện ra hóa đơn là giá bán bao nhiêu, phí cho OpenSea là bao nhiêu và total earnings là tổng kiếm được là bao nhiêu. Nếu bạn chấp nhận thì bấm accept và sign contract là xong. Nếu mua xong thì bạn có thể vào phần profile, chọn collected là sẽ thấy NFT của mình đang sở hữu. Ok, như vậy là mình đã vừa thử lấy một bức ảnh selfie của mình biến thành NFT và bán lại trên OpenSea, tự hán tự mua luôn. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn thử thì có thể lấy hình ảnh hay là những tác phẩm nghệ thuật, tranh ảnh gì đó biến thành NFT và bán thử trên các nền tảng mua bán NFT xem sao nhé. Ok, bye bye mọi người.